Có một câu hỏi gồm hai ý. Số 1 là kính bạch thượng tọa, cúng ngọ vào những ngày nào trong tháng? Số 2 là khi chùa đã phát tâm cúng mông sơn tí thực hàng ngày thì cúng từ giờ nào đến giờ nào thì tốt? Ai chưa làm vậy? Cả hai nghi thức cúng ngọ vào buổi trưa 12 giờ, cúng mông sơ thí thực vào buổi chiều lúc 4 giờ đều là các nghi thức có xuất xứ từ Trung Quốc. Đạo Phật gốc không có tập tục này. Phật giáo Việt Nam từ lâu đã tiếp nhận một cách là bất đắc dĩ những cái áp đặt từ cái chính sách đô hộ của Trung Quốc suốt 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Các nghi thức là tụng niệm của Phật giáo Việt Nam hiện nay đó được xem là bản sao của Phật giáo Trung Quốc, hay còn gọi là nhập cảng nguyên si cái nghi thức của Phật giáo Trung Quốc. Cúng ngọ đó chỉ cần thiết diễn ra tại các chùa thôi. Lý do là đó, các vị tăng sĩ khi mà nhận được tặng phẩm cúng dường của Đàn Na, ở đây đó là vật thực để ăn uống, nuôi mạng sống để làm đạo đó, là nhờ Đàn Na thí chủ đó tin vào Phật Pháp Tăng, và chính yếu là Đức Phật và Phật Pháp. Chính vì thế đó, các vị tu sĩ trước khi ăn đó dâng cúng hết tất cả những cái cao quý này cho Đức Phật để đền ơn, và mới cam kết với những người phát tâm dâng cúng cho mình đó là nhận thực phẩm này đó để làm đạo, chứ không phải để hưởng thụ, không phải để thưởng thức đâu. Do đó cái chí quyền đó làm cho các vị tu sĩ đó sống một đời sống rất là giản dị mà thanh cao, dành trọn thời gian công sức cho các Phật sự độ sinh thôi. Và cúng ngọ đó nó có ý nghĩa từ sự biết ơn mà các vị tu sĩ hướng về các Đức Phật. Ngoài nghi thức cúng ngọ đó thì trước khi dùng chai đường thì các vị tu sĩ cũng có một nghi thức mà nội dung của nó khoảng 80% giống với cúng ngọ và thêm 20% mới. Trong đó có 3 điều quán tưởng và 5 điều cần ghi tâm: không làm các điều ác, từ bỏ thực hiện các việc làm giữ tâm ý thanh cao, hoặc là độ tất cả chúng sinh. Còn 5 điều quán tưởng đó, chủ yếu đó là nhớ ơn Tam Bảo để tu học tốt, nhớ ơn của Đàn Na thí chủ đó, để chúng ta không lạm dụng tặng phẩm cúng dường và tu tập có kết quả để đền đáp ơn của họ ta, không xem tặng phẩm cúng dường này là một cơ hội để hưởng thụ. Đại khái là thế. Thì như vậy là hai nghi thức này là gần giống nhau. Do đó khi đã có cúng trai đường tại chùa trước mỗi giờ ăn thì không cần thiết phải cúng ngọ nữa, mà nếu đã cúng ngọ rồi thì cũng không cần thiết phải cúng trai đường nữa. Nhưng mà hiện nay thì Việt Nam cúng luôn cả hai thứ vì quá chu đáo, nhưng mà nó là hệ dư. Người tại gia thì không cần thiết phải cúng ngọ tại nhà, cho nên không có cần phải bàn đến là cúng ngày nào. Còn người tu là ngày nào cũng cúng. Nghi thức cúng cô hồn đó phát xuất từ Phật giáo Trung Quốc, và phải Trung Quốc nghĩ rằng đó là số lượng người chết trên địa cầu này đó là rất nhiều. Hiện nay địa cầu chúng ta có khoảng 7 tỷ 3 người. Thì trong lịch sử mấy nghìn năm từ lúc có con người trên địa cầu đó thì số lượng chết đi đó còn hơn số lượng con người đang sống. Bởi chiến tranh, bởi thiên tai, bởi các rủi ro. Nhưng mà theo luật tái sinh mà Đức Phật đã dạy đó, phần lớn là tái sanh liền trong vài phút sau khi chết thôi. Và với Trung Quốc á, mới mở thì một cuộc đơn nhỏ, thỉnh thoảng có một vài tình huống, mà nhiều nhất á, là 49 ngày sau khi chết phải tái sinh. Rồi vì tin như thế cho nên Phật giáo Trung Quốc mới đặt ra các cái trai đàn để hỗ trợ cho người đã chết. Hai cái quy luật mà họ cần phải nhớ: thứ nhất á, là quy luật vô thường, tức là thừa nhận năm tháng ngày giờ khai tử là thời điểm mình không còn là thành viên trong gia đình,
ở trong một quốc gia và trên toàn hành tinh này phải nhận ra cái sự thật này để không tiếc nuối nữa. Quy luật thứ hai là vô ngã, tức là không đánh đồng thi thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Không đánh đồng gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, mọi thứ mình tạo dựng mấy chục năm trên đời là sở hữu vĩnh hằng của tôi. Về luật pháp đó, nó là của mình thật. Nhưng mà về quy luật của cuộc sống là mình chỉ vay mượn nó thôi để sống thôi, chứ nó không phải là của mình. Và nhận được điều này đó thì người ta không chấp vào thi thể nữa, nhờ đó tái sanh diễn ra rất là nhanh chóng. Cho nên số lượng chết dù có nhiều, Trung Quốc liệt vào 10 nhóm gọi là thập loại cô hồn. Và khóa lễ đó đó là cách mà các vị tu sĩ thực tập lòng từ bi để độ những người đã quá giảng mà chưa siêu trong 49 ngày. Bên cạnh thực tập lòng từ bi đối với những người còn sống mà vốn là đối tượng quan tâm hàng đầu của Đạo Phật. Khóa lễ cúng cô hồn đó đó là nhằm giúp cho người chết được siêu thoát. Cho nên khi tham dự các cái trai đàn thì người tu học Phật đó phải thấy rất rõ là đây là một hỗ trợ lực rất cần thiết cho những người chưa tái sinh. Và đừng có nghĩ một cách đó là máy móc rằng là tất cả những người thân của mình trong họ tộc đó, trải qua nhiều kiếp sống, nhiều ngàn năm, nhiều trăm năm, nhiều chục năm đã chết rồi mà chưa siêu. Phần lớn là đã siêu hết rồi, chỉ có một thiểu số dướng kẹt mà nhiều nhất là 49 ngày nói theo Phật giáo Trung Quốc. Chính vì thế mà trong chơi đàn chẳng tới nó còn có phần là chẳng bằng, tức là nhân cái việc cầu siêu tưởng niệm cho người chết, người ta còn làm từ thiện cho những người nghèo. Cách đây một tuần thì Đại Đức Thông Đạt đó, chủ trì lễ chơi đàn nhân ngày 27 tháng 7 tại chợ Đồng Xuân, vài trăm người đã đến tham dự. Thì đó là cái cách để mà một mặt á, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nghĩa sĩ đã quên mình nằm xuống cho đất nước được độc lập và hòa bình. Cái việc mà tưởng niệm ơn nghĩa đó là quan trọng lắm. Cho nên dầu các hương linh nó phần lớn đã tái sinh hết rồi, chúng ta vẫn phải làm lễ tưởng niệm để khích lệ cái tinh thần hy sinh trong tương lai hoặc ở hiện tại của những con người. Khi mà đất nước lâm nguy thì mỗi người phải có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc ta. Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 14 tháng 7 2015 vừa qua đó là dịp mà 50 năm sau cuộc chiến, Hoa Kỳ mới chính thức làm lễ tưởng niệm 58.000 chiến sĩ của họ đã bỏ mạng trong cuộc chiến với Việt Nam, trong khi bên phía Việt Nam đó có trên đó là 300.000 người đã chết vì cái cuộc chiến phân biệt ý thức hệ chính trị giữa một bên là cộng sản và bên còn lại là tư bản thôi. Mà người Mỹ đã cho rằng đó là cái cuộc chiến để dành đến cái sự tự do, và các nghệ sĩ của họ bỏ mạng ở một đất nước mà nó vốn rất là xa lạ với những cư dân còn lại của Mỹ lúc bấy giờ. Người ta chẳng biết Việt Nam nằm ở chỗ nào trên bản đồ của hành tinh này. Đó là lần đầu tiên những cựu chiến binh Hoa Kỳ tham chiến từ Việt Nam đó cảm thấy sung sướng rơi nước mắt, và họ sung sướng dùng cho những người bạn quá cố của họ. Cuộc chiến nó đã kết thúc rồi, lần đầu tiên họ được gọi là tuyên dương. Mặc dù đó về phía Việt Nam đó, cuộc chiến của Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam đó là phi nghĩa, dẫn đến nó khổ niềm đau của biết bao nhiêu người Việt Nam. Chất bom da cam đã làm cho hàng triệu người Việt Nam đó, ở nhiều thế tiếp sau đó phải tiếp tục bị khổ đau. Cái cuộc chiến đó nó dẫn đến cái phân hóa dân tộc rất lớn. Cái phân hóa đó đến độ đó sau 40 năm độc lập, ý thức hệ đó vẫn chưa xóa được. Người Việt Nam ở hải ngoại và người ở trong nước vẫn chưa kết nối nhau được. Ở nước Đức là một cái minh chứng về vấn đề này. Đông Đức, Tây Đức, dân Đức thì người ta xóa cái đó rất nhanh mà không tốn một giọt máu. Nhưng người Việt Nam ở Đông Đức, Tây Đức vẫn còn ít nhiều những cái trở ngại với nhau, hoặc phía này hoặc phía kia hoặc cả hai.
Cho nên tổ quốc ghi công, nhân dân ghi công cho những hy sinh cao quý trong các lễ cầu siêu là rất lớn. Lễ cầu siêu phải nhấn mạnh đến phương diện đó để làm an lòng những người còn sống là con cháu của họ chứ. Họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Một trong những lời góp ý của Thiền sư Nhất Hạnh đối với quyền chủ tịch Đức Nguyễn Minh Triết đó, đó là phải chăm sóc nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Vì trong cái cuộc chiến đó, cả hai bên cùng chết, mà chăm sóc đó, cái bên kẻ thù của mình đó là một nghĩa cử cao thượng. Và bằng cách đó đó, người ta dễ xóa đi những cái mặc cảm bên thắng và bên thua. Cái mặc cảm thắng và thua đó nó làm cho người ta phân hóa dân tộc rất là lớn. Và có lẽ phân hóa dân tộc của người Việt Nam trong 40 năm qua là một bài học rất là đau xót. Đến năm 2014, lời góp ý của Thiền sư Nhất Hạnh sau gần 10 năm mới được thực hiện. Và điều đó rất tốt. Cho nên đừng nghĩ rằng là người chết đã siêu rồi thì không cần phải làm lễ cầu siêu nữa. Nó còn giải quyết cái thời kỳ hậu chiến cho những người còn lại. Và bằng những cái nghĩa cử cao thượng, bình đẳng, dễ quan, không phân biệt bên nào hết của Phật giáo đó, người ta mới dễ dàng ngồi với nhau xóa đi hận thù, nối kết tình thân, tình thương. Vì trong văn hóa Việt Nam và Trung Quốc đó, chăm sóc cho người chết là cách mang lại hạnh phúc cho người còn sống. Cho nên người chết đã qua đời vài chục năm, vài trăm năm, con cháu vẫn tưởng nhớ. Đây là đạo lý uống nước nhớ nguồn mà Đạo Phật rất là khích lệ. Còn là người Phật tử đó thì chúng ta phải nhớ cái cốt lõi của cầu siêu là mong được siêu thoát. Cho nên nếu lỡ mà có người thân mình mất xác trong các cuộc chiến thì đừng có phải khổ đau rằng là mình không tìm thấy được xác của họ nữa. Cái quan trọng là làm cho họ được siêu, chứ không phải là tìm được cái xác. Nhưng khi mình có được cái thân thể còn sống còn chưa quan trọng, còn cái thi thể đã chết rồi có thì tốt, không có không sao. Nhưng sau khi tìm xác là phải giám định ADN để không bị lừa, hoặc không thờ cái là xương heo mảnh sành, xương của người thân mình. Trong thời gian qua người Việt Nam đã bị vướng vào cái cạm bẫy này. Người ta cuồng tín vào các nhà ngoại cảm mà phần lớn được chứng minh là giả dối. Do đó chọn tìm hài cốt để nhớ ơn những liệt sĩ đã nằm xuống thì phải trải qua giám định ADN. Lúc nào đúng thì chúng ta mới tin là người thân của mình. Còn bằng không đó, dầu xương của các nghệ sĩ khác, chúng ta cũng nên trân quý họ, tôn kính họ, biết ơn họ. Vì những sự hy sinh đó nó là một trong bốn trọng ân mà chúng ta cần phải đền đáp. Xin được câu hỏi khác.